Tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2019 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La phối hợp cùng tập đoàn Central Group Việt Nam và các sở ngành liên quan tổ chức đã chính thức khai mạc tại siêu thị Bixi Thăng Long. Đây là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức nhằm quảng bá, kích cầu, mở ra thị trường tiêu thụ ổn định cho nhãn và nông sản an toàn của tỉnh Sơn La. Chương trình này cũng trong chuỗi hành động của Central Group nhằm thực hiện cam kết đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam và nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt trên cơ sở phối hợp các bộ ban ngành và các địa phương khác thực hiện trước đó để hỗ trợ quảng bá, kích cầu, tạo giá trị gia tăng và xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt Nam. Chương trình lần này sẽ trưng bày, quảng bá, giới thiệu đến người dân thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận 14 mặt hàng nông sản an toàn của tỉnh Sơn La đảm bảo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp, Organic như nhãn, xoài dài giống Đài Loan, xoài giống Úc Sơn La, xoài tím giống Đài Loan, trái vải, mận hậu, mận đào, chanh dây Mộc Châu, v.v.